Con cá lò tho cả nhà ơi. Vùng của dân á, gọi là cá lò tho, có những vùng gọi là cá sặc bỏi. Chưa có xác định là con cá gì. Ui đằng kia nữa kìa. Ý, cá rô phi. Ý, con cá rô bự. Wow. Xém bài xuống dưới luôn. Đây, hai con cá to nhất. Ồ, cá bự bự không. Có con cá lò tho rất là to. Cá rô phi. Mấy chú cá rô đồng là mề không đó. Cá sặc cối nữa. Cả nhà mình thấy ham không? Dạ, mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Sáng sớm hôm nay á, là dân đi giăng lưới ba màng. Đây là tay lưới dài cả 100 mét lận đó. Trên chiếc xuồng ba lá, chiếc xuồng gỗ nha. Chỗ này á, là rau nhút đã ruộng rồi. Cả nhà mình nhìn thấy vị trí này chắc cũng hơi quen phải không? Lúc trước á, là mình cũng đánh bắt ở đây. Ruộng rồi bơm nước lên hơi cạn. Chuẩn bị cho đợt trồng mới. Bơm nước ra hết. Tay lưới này là khá là dài. Mình có thể là giăng từ đầu đằng này tuốt lên đầu đằng kia luôn á. Đất ở đây là nó hơi lúng, bùn cũng nhiều. Lưới ba màng này là dễ giăng, không có sợ gối. Mình chỉ biết được cái đầu lưới là mình dễ dân lắm. Mặt trời mới vừa ứng lên là sáng sớm nước mát quá. Tới cái đầu đằng này luôn. Tới đầu đằng này mà vẫn còn lưới. Tay lưới này khá là dài. Em qua đây xíu đi. Em qua đây cho hết tay lưới luôn. Ở đây có mấy cái giớn. Còn một chút lưới thôi, mình ngưng thôi. Để ké vô đây. Tay lưới này dài dữ lắm. Từ đầu này cho tuốt ngoài sau hậu. Để đây đi. Vài tiếng đồng hồ sau mình ra thăm. Giờ nước cũng hơi cạn. Dạ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Bây giờ là dân đi thăm lưới. Giăng hồi sáng tới giờ. Bước xuống dưới chiếc xuồng này không biết là có bơi được hay không nữa. Nước nó hơi cạn rồi, khui nước ra. Chiếc xuồng ba lá huyền thoại. Đây bùng nhiều quá. Ý, dính cá. Ôi, con cá gô mề. Cá gô mề cả nhà ơi. Tay lưới này dài lắm. Ui, con cá gô bự nè cả nhà. Quăng lên xuồng. Chút nữa vô trong lấy gỗ gom. Ui, con cá. Cá sặc. Cá sặc bự quá.
nhắm đằng kia rồi cái dính. Ôi xa xa đằng kia giật lưới quá trời luôn. Đó, con cá khổng lồ. Y ốc cũng dính nữa. Vũ cho nó gớt ốc đi, ốc mình không có bắt. Con cá lò tho cả nhà ơi. Vùng của dân á gọi là cá lò tho, có những vùng gọi là cá sặc bỏi. Gỡ thôi. Về vô đây mới được, con cá bự sợ nó sẵn. Gớt cái uổng lắm à, đã dướng lưới rồi mà giục cái uổng. Ôi quá trời cá bự luôn. Cầm nghe nặng luôn. Dính liền liền luôn. Ốc. Ý. Ốc không có bắt. Vũ cho nó rớt lại. Đằng kia giật. Kìa dính còn cá bự luôn đó. Lưới ba màng cá bự cá nhỏ thì dính hết. Ui. Đằng kia quá thì dính rồi. Tay lưới này rất là dài. Cả trăm mét lận. Từ đầu này tuốt ra mà sao hậu luôn. Cái sặc bự bự không? Cái sặc cối không á. Ý rồi. Dục cái nó văng ra ngoài luôn mày. Uổng cá bự. Ốc dính rồi đó. Kìa. Cá gô hay gì hết. Đi lại gần coi coi cá gô hay là cá sặc. Thấy không rõ dưới cái ánh nắng nó bị chá chá. À. Cá sặc lò tho nữa cả nhà. Cá này nhỏ hơn con hồi nãy. Con lò tho hồi nãy bự, lúc đầu dính bự. Ý gì một chùm luôn. Ôi con cua. Con cua và chú cá gô đồng. À, đáng lý ra là mình phải bẻ càng nhưng mà không sao. Như thế này luôn. Con cua quá bự luôn. Chú cua này cho lên xuồng luôn. Cá gô đồng bự bự không à. Quấn. Ý đằng kia dính cá sặc nữa. Nguyên một chùm cá sặc luôn. Cá sặc giấy. Ô cá sặc bự. Đây. Ôi ốc dướng quá trời luôn. Ở đây ốc nhiều lắm. Đằng kia nữa kìa. Ôi, nguyên một chùm luôn. Rồi vuốt coi. Chắc cái con cá đó mới dướng. Vuột hết một con. Cá sặc bự bự không. Dùng của dân á, bự như thế này gọi là cá sặc cối. Cá sặc giấy mà cá cối. Quá trời đằng kia dịch. Dục phao rồi.
con cá to nha. Cá to cả nhà ơi. Kìa kìa kìa, nó giận lưới kìa. Đi lẹ lẹ lại coi coi con cá gì. Nè. Yeah. Chưa có xác định là con cá gì. Ui đằng kia nữa kìa. Ý, cá goofy. Con cá goofy rất là to luôn. Ôi, một chú cua nữa. Ý. Kìa kìa. Nó quẩn ra. Con cá goofy quá bự luôn. Về vô xuồng mới được. Con cá cầm một tay không muốn nổi luôn. Trời trời. Mạnh dữ vậy. Ê, xíu nữa là vuột nữa. Đây một chú cua. Cua bự bự không à. Mới thấy chú cái sạch rồi. Rồi vô coi. Vô con cái sạch rồi. Thằng kia dính một chùm luôn nè. Ui, một chùm cá sặc luôn. Cá sặc bự. Một chùm luôn. Ui, 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 dãy quá vậy. À, chú cua. Ý, con cá con bự. Wow, nguyên chùm luôn rồi. Không dám dở lên nữa hả? Hạ lưới xuống để căng quá là nó dãy vuột. Gỡ chú cua trước đi để ngồi chú cua quấn tùm lum nữa. Cá gô đồng. Cá gô đồng bự quá. Rồi chú cua bò ơi. Kệ bò vòng vòng trong xuồng chứ không sao đâu, hồi mình bắt lại. Con cá gô khổng lồ luôn nè. Cá gô mề chứ phải giỡn đâu. Gần cuối tay lưới à. Úi, rồi. Học rồi. Còn giỡn nước luôn kìa. Con cá bự lắm á. Ổn không? Dở lên căng rồi dãy mạnh một cái là nó văng luôn. Cá bự là nó mạnh lắm. Chắc con cá lóc quá à. Lúc nãy cả nhà mình có nhìn thấy không? Dân thấy rõ lắm. Ổn. Tới cuối tay lưới rồi cả nhà ơi. Chỗ này lại bùng nhiều. Gán đường lại cái cây. Cuốn lưới luôn. Giờ bỏ lưới vô trong cái bao. Cái thau này bắt cá vô. Trên xuồng đâu có sẵn cái bao. Mấy chú cua bò đâu ở trên. Bỏ chiếc dép luôn. Đây nè. Cá cho cá. Đây. Bắt gặp một chú cua. Ui, xém không? Xém bài xuống dưới luôn.
Đây, hai con cá to nhất. Đây còn nữa. Để coi coi còn sót không. Rồi, hết luôn. Hai chú cua kia bò đã mất tiêu rồi. Thôi kệ đi. Thu hoạch chiến văn lưới của mình thăm được bao nhiêu đây? Ồ, cá bự bự không. Có con cá lò tho rất là to. Cá gô phi. Mấy chú cá gô đồng là mề không đó. Cá sặc cối nữa. Cả nhà mình thấy ham không? Nghiêng quá thì sợ nó nhảy văng lại đây uổng lắm. Để trong thao rộng như vậy chắc cả nhà mình nhìn cũng rõ nha. Giờ là đem vô chiên xù. Số cá này là dùng cho cả gia đình mình nguyên ngày luôn. Dân xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi. Chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe ạ.